Đoàn đã gặp gỡ Chư Tăng Ni, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina, các chùa ở quận Bakersfield, Pomona, vùng Los Angeles, quận San Diego, East Palo Alto và Santa Clara thuộc bang California, thông tin về Phật giáo ở trong nước và các thành tựu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian vừa qua. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội đã chia sẻ pháp thoại tới cộng đồng Phật tử Việt kiều tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến tình linh sơn truyền thống tri ân báo ân của văn hóa Việt Nam và người Phật tử hướng về các sơn môn. Hòa thượng khẳng định, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam và có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập với cộng đồng quốc tế. Dịp này, đoàn có buổi tiếp xúc và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Ngài Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác đoàn kết, hòa giải cộng đồng. Trong buổi tiếp xúc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng Trị sự đã trao đổi và thông tin với Tổng lãnh sự về Hội Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ có vai trò tăng cường kết nối giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật tử tại California và Hoa Kỳ.